Chào các bạn, cảm ơn các bạn đến kênh của mình nữa ha. Đây là cơn tuyết đầu tiên của năm 2020, một năm rất là nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ là mới có gần cuối tháng 10. Tuyết thì bây giờ vẫn còn ấm nha các bạn, bắt đầu đã chuyển lạnh nhưng mà bây giờ tuyết rơi xuống là các bạn thấy đó, tuyết rơi xuống là tan ha, cho nên không có giữ lên được. Đó. Thì ở Minnesota thì tuyết rất là đẹp, đến tháng 12, tháng 1 á, tuyết rơi thì nó còn đọng trên cây á, đọng trên ấy thì rất đẹp ha. Bắt đầu các bạn thấy cây trở vàng ha, cam ha. Thì chừng một tháng nữa thôi là mấy cây này sẽ rớt hết, lá sẽ chụt lũi hết. Như là cành, cái cây của mình là chụt lũi hết rồi nè. Cây này, cây sao của mình là chụt lũi hết rồi nè các bạn. Bây giờ là 3 giờ rưỡi gần 4 giờ ha, là nó coi nãy giờ nó rơi được 3-4 tiếng rồi nha bạn. Nhưng mà tại vì cái đường mình vẫn còn ấm, cái round nó vẫn còn ấm, tuyết rơi xuống sẽ tan. Còn như là tháng 12, tháng 1, tháng 2 thì bắt đầu cái đất nó là lạnh rồi thì tuyết nó sẽ rơi xuống thì là nó sẽ tụ lại và nó làm cao lên chứ nó không có tan nữa, thấy không? Nhưng các bạn thấy không, rơi xuống mà nó tan thùng nước. Cho nãy giờ tại sao mà nó rơi 3 tiếng rồi mà nó không có có lớp tuyết ở trên mặt đất. Nếu các bạn nhìn xa đó thì như cây đó thì nó có một chút tuyết ha. Đây là trận tuyết đầu tiên ở Minnesota nha các bạn. Rất đẹp, mình rất khoái tuyết. Và tất nhiên mà tuyết mà không lạnh còn khoái nữa. Nên lúc mà cái tuyết tháng 12, tháng 1, tháng 2 cái tuyết đó nó lạnh, nó đẹp mà nó lạnh quá. Sao vườn sao của mình ha, tại sao mình còn trồng vườn rau là đến lúc này là đó, do mùa thu là bắt đầu mà xong ha các bạn. Ở Minnesota 4 mùa rõ rệt. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đến kênh của mình nữa ha. Trưa nay tuyết rơi từ 10 giờ sáng đến giờ nha, giờ là chừng 2 giờ chiều nha các bạn. Là hôm qua là nó rơi là có chút xíu thôi đó. Đó, giờ Duy Anh nó đòi ra chơi tuyết nè. Đó, thấy Duy Anh ra chơi tuyết nè. Đây là tuyết đầu tiên. Đâu, ngày thứ nhì chứ. Ngày hôm qua là nó chơi, nó chưa ấy. Nó rơi xuống là nó tan hết nha các bạn. Bữa nay tuyết quá trời luôn à. Mà cái này là còn 2 tháng nữa mới vô mùa đông nha. Đây là vẫn còn mùa thu nha. Cái này là vẫn còn cuối tháng 10, giữa tháng 12 mới vô mùa đông nha các bạn. Có chừng không? Đừng có chạy nhanh nó té. Đây bà cột chặt vô. Rồi ra chơi đi. Duy Anh ra chắc thơ đi. Snow hả? Chắc thơ đừng đi nhưng mà đừng rồi. Đi và đừng. Snowball fight. You go over there, check them out. Hả? Huh? You go over there. Yeah.
You throw the snowball at daddy. Huh? Whoa. Yeah. Đó. Trận tuyết đầu tiên. Trận tuyết thứ nhì. Trời, năm nay tuyết cũng sớm nữa. Wow. Cái gì vậy? Quăng tuyết cho ba hả? Nhìn thấy đẹp ha các bạn ha. Duy Anh chào cô chú đi. Hả Duy Anh chào cô chú đi. Chừng nào lạnh tay đi vô nha. Năm nay cái gì cũng sớm, trời trời ơi. Tuyết cũng lên đi sớm nữa. Mà kỳ này là rơi đến trường học nè các bạn. Đó, trường học. Xe bus chở xe màu vàng ở xe bus. Là chở người ta xuống ha. Nít đi học về ha. Can you make the snowman? Can you make the snowman? The small one? Yeah. Okay. Make a snowball in you. Oh, I don't know how to make a snowman. Dân đi đâu vậy? Đó, thường thường là trời á các bạn. Lá vàng rụng hết rồi bắt đầu mới tuyết ha. Năm nay mà chưa. Tại vì cuối tháng 10 thường thường là giữa tháng 11 hay cuối tháng 11 là bắt đầu lá mới rụng hết nha các bạn. Nên các bạn thấy nhiều cây đó, nó mới vàng à. Nó chưa rụng hết nữa. Cái cây bên hông đáng lẽ là cũng thấy bắt đầu đổi màu là rụng hết mà nó chưa đó. Đó. Đáng lẽ nó phải rụng hết rồi bắt đầu mới tuyết. Năm nay tuyết sớm nè. Nhưng mà lâu lâu thì cũng có trường hợp như vậy. Tại mình ở đây ba mấy năm thì lâu lâu cũng có trường hợp như vậy ha. Mà ít thôi ha nha các bạn. Tuyết rồi. Yeah. Té đó, lạnh đó. Hả? Duy Anh khoái tuyết. Mà các bạn thấy đường thì cũng như vậy, xe hơi vẫn chạy được ha. Chỉ có chạy chậm chút thôi. Nếu mà tuyết ngồi đó thì xe xúc tuyết mới chạy. Phải nó xúc cho đường, cho láng ha. Chim nè. Chim xuống chơi. Tuyết bay xuống nguyên đám chim nè. Dẫn xuống chơi bình thường. Ăn tuyết, tắm tuyết gì đó. Các bạn thấy không? Chim gì trong chim, chim én. Không biết chim gì. Chim xe xe. You check the mail. Sao con không đóng vô? Đưa ba. Rồi lại. Lại đóng cái tủ lại cho ba. Đừng có chạy. Tụi nhỏ ra chơi tuyết là thú vui của nó nha các bạn. Yeah. Tự động nó lạnh nó chui vô. Rồi nè, Duy Anh. Làm sao giường của mình đây. Đó, cái cây cherry mình vẫn còn lá đó. Thường thường nó phải rụng rồi mới tuyết. Sắp cho cái cây kia. Cái cây này cũng vậy. Mới vàng nè. Chưa cam nữa.
hồi mấy bữa trước mới là cho đưa em họ nuôi mấy giùm mấy gà rồi gửi giùm nuôi giùm đi, chứ năm nay mùa đông không có làm chuồng mùa đông, nên các bạn thấy không, chuồng nè bây giờ mình phải bữa nào mình cho nó tan ra rồi mình mà, bữa nào hơi ấm chút nữa mình dọn dẹp cái này ha. Nhưng hết gà rồi. Cái giường đó, đó. Giường này sao mà mùi vậy, sao mà vậy, sao sống. Đó, cà chua nè, các bạn thấy không? Cà chua vẫn còn trên cây nè. Còn bắp cải. Bắp cải mình mới hái được 4 cái bắp cải. Đó, giờ đông đá nè. Để vậy luôn chứ. Để này ngày nữa có con xài được không? Còn ăn được không? Hái vô. Bây giờ vô con không biết đâu ăn nữa. Oh, I'm cold. Hả? Oh. Okay. Ôi dồi dồi. Thôi đi vô con, lạnh. Ok, bắt đi vô lạnh đi. Thôi, chào cô chú. Thôi cho mình dừng cái video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video làm sao. Để chiều nay nữa để mình đi rút vợ mình coi cái đường nó có bị kẹt xe với lại còn tuyết như vậy nữa không. Thì mình thâu luôn ha. Rồi, hẹn. Bye bye các bạn.